Tôi đi phát gạo tôi vừa ngắm cảnh luôn, ngắm cảnh quay cảnh cho bà con coi luôn. Cái đường này là đường Sà Du chạy từ trên núi xuống. Cái cầu này á, thì cũng tên cái cầu Sà Du luôn. Ở dưới này á, là dùng đồng bằng này đó, còn hai bên này là lúa, lúa xanh luôn. Nước cũng chưa có lên lắm. Chứ mấy cái ruộng chỗ này á, là ruộng ngập nước á. Nếu mà nước lớn là nó ngập, ở đây là linh láng hết. Nhưng mà năm nay giờ này chưa thấy gì hết. Và nói đúng ra thì tới cuối tháng thì mới đúng là cái trình mà giờ lục bình nó đầy hết trơn rồi. Lục bình đầy cứng hết rồi. Đâu có ghe thuyền gì đi qua đi lại được. Cái giờ giấc mà nước lũ miền Tây nó lên đó là hết tháng này nè. Bây giờ hôm qua đâu có chở đi đâu ta, chứ có chở gạo. Bữa nay cũng chở gạo, bữa nay chở gạo đi cho ở bên Sà Du. Thì ở dọc đây thì bà con người Kinh là nhiều. Có một hộ người Khmer ở đằng kia mà nãy thấy đóng cửa, khóa cửa rồi thôi. Chạy xuống dưới này nè, chạy xuống khúc dưới này là bà con người Kinh không? Cái máy này là cảm biến ánh sáng của nó có vấn đề, hay chớp nắng quá sáng quá cái nó chớp một hồi nó mới bắt được. Ở đây mà tới mùa nước lên đẹp lắm. Nhìn hai bên này mấy cái chỗ ruộng xanh xanh đó toàn là nước không à, thấy đẹp lắm. Bây giờ tiếp chạy xuống dưới kia để cho bà con dưới kia. Tôi thấy mấy cái cảnh thoáng thoáng vậy nè, thấy nhìn nó đẹp. Gia đình như thế này
lấy một bao đi nè. Nước chưa lên đó ta. Dạ. Lấy một bao không sao nữa cho nó nhẹ một chút. Mẹ này cũng đói quá ông ơi. Ở đâu cũng đói hết. Chồng thì đau. Ở đâu cũng đói hết đó con ơi. Bây giờ khó khăn đủ hết. Mà... cho thì cho không sể đâu. Cho được người nào hay người nấy thôi. Đây là mấy cái chuồng dê. Gặp ai cũng than khổ hết. Mình tôi gánh cái khẩu của thế giới tôi gánh đâu có nổi đâu. Mà tình hình thì bà con khó khăn thiệt. Nhất là mấy cái khu công nghiệp mà nó không có việc làm á. Rồi mấy đứa trẻ ở lại nó đi đó nó làm hồi xưa nó có tiền nó gửi về cất nhà nuôi cha nuôi mẹ nuôi con đó. Còn bây giờ tụi nó làm trên đó cái thời gian tụi nó tăng ca không có, nó làm cầm chừng để sống thôi, thành thử ra nó không có. Dạ bữa nay ăn thịt vịt nha, ghé ăn đi nha. Phải vịt không phải chó vậy. Tụi nó làm tụi nó đủ tụi nó chi phí ở Sài Gòn rồi, nó cầm cự rồi chứ không có dư như hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa nó làm được hai vợ chồng làm mười mấy 20 ngàn thì gửi về nhà mớ rồi giữ tiền tiết kiệm mớ. Để tiền tiết kiệm lên mớ rồi 5-7 năm gì cái về cất cái nhà. Mà nhờ vậy thì bà con người ta cũng cất nhà được nhiều người lắm. Nhưng mà tiền thì không có Rồi bây giờ thì công ăn việc làm là được 5-6 triệu 7 triệu gì đó là nó đắp đổi qua ngày sống tạm ở trên đó thôi, chứ đâu có dư tiền ra để mà đem về cho nuôi con. Anh thử ra vô, nhiều khi vô mấy cái làng bà con người ta mà cái bà năm bà sáu răng vàng đâu rồi. Chứ không phải lâu quá không thấy đem quà xuống tặng nữa. Gì cái đó nữa. Cái đó là thứ. Gần thứ gì sao mà lâu quá à. Lâu gì trời. Mới cỡ 1 tháng có bao nhiêu. Lấy bao quá sao kìa. Tháng nước này tháng sao. Tháng nước này không, nó không có xả đê rồi lấy gì. Cá mắm gì. Tìm thì hái cỏ vô ăn tạm như bò như đó cũng mập vậy. Để con lại lấy dùng bả cái bao nè, bà khiên cũng nổi nè. Rồi rồi bả lấy được rồi. Sửa cái tôi cái vỏ tôi êm chưa, cái vỏ tôi thăng bằng không? Không Nguyễn là nó ngay chính giữa là được rồi. Rồi cái đó con dâu hả con gái? Dâu hả? Có một đứa thằng trai hả? Ừ. Có một đứa con một hả? Thế có hai đứa nhờ được hả? Mấy người này thì mình cho hãy có gạo là mình đem cho họ. Mà cái này thì mình biết ông ở đây thì ông bị tai biến bữa hổm nè.